Đây là bộ sản phẩm của con bình thuốc sâu đều U20M. Cấu tạo chi tiết ở bên trong mình đã tháo sẵn ra. Đây là cái ắc quy 12V 12AH của nó này. Và đây là hệ thống dây điện đấu nối ở phía bên trong. Dây đây là đấu là dây nguồn này. Nó sẽ lên với cổng sạc và nó mới đấu nối với đây công tắc nguồn đây mọi người nhá. Cho mọi người xem đây là công tắc nguồn này. Đó, và củ bơm đây. Củ bơm có thông số cơ bản của nó nhé. Đầu nước ra này. Và đây là đầu nước vào này, đầu nó vào của máy này. Bây giờ mình sẽ sử dụng với đầu tiên là chiếc áp trước này. Đấy, chiếc áp trước. À, mọi người cùng xem nhá. Máy nó sẽ cái cánh quạt nó quay dần này. Đấy. Một tiếng nó to hơn này đó. Còn bây giờ là sẽ sử dụng với một công tắc này. Đấy. Quay chỉ một tốc độ cố định thôi. Hai công tắc này, hai bơm đều quay này. Động cơ này là có chổi than nhá mọi người, động cơ có chổi than này.